Tập đoàn FLC và Đại học Tramit ký kết hợp tác chiến lược về giáo dục và đào tạo. Tham dự lễ ký kết có giáo sư Peter Colae, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Tramit, ông Philip Yole, Hiệu trưởng Đại học Tramit Hà Nội, bà Nguyễn Như Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, ông Eddie Doyler, Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways, cùng các đại diện cấp cao của hai bên. Theo nội dung ký kết, Tập đoàn FLC và Đại học Tramit sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FLC, bao gồm bất động sản, hàng không, tài chính, công nghệ và du lịch. Các chương trình đào tạo bài bản nhằm nâng cao năng lực quản trị chiến lược, quản lý điều hành, năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các chương trình đào tạo chuyên môn sâu sẽ được Tramit thiết kế và thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển nhân lực của FLC. Bên cạnh đó, Tramit cũng sẵn sàng tham gia cố vấn và đồng hành cùng FLC trong việc phát triển Đại học FLC thành mô hình đại học ứng dụng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho FLC thông qua nhiều giải pháp tiên tiến. Đáng chú ý, trong lĩnh vực hàng không, nhiều hạng mục hợp tác cụ thể sẽ được Tramit và FLC triển khai trong thời gian tới, bao gồm đào tạo phi công, kỹ sư, các nhân sự phục vụ dịch vụ hàng không, đào tạo về an toàn bay và an ninh hàng không thông qua mạng lưới các trường hàng không danh tiếng. Học viên sẽ có điều kiện học tập tại cơ sở đào tạo hàng không hàng đầu Australia, với cơ sở vật chất và chương trình huấn luyện tiên tiến, cùng cơ hội thực tập tại những sân bay lớn của quốc gia này. Kế hoạch hợp tác nói trên không chỉ giúp nâng cao năng lực đội bay Bamboo Airways mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng phủ sóng mạng bay quốc tế của hãng trong thời gian tới. Không dừng lại ở công tác huấn luyện, đào tạo, Tramit cũng tham gia hỗ trợ, tư vấn FLC về các chương trình thu hút nhân tài, tư vấn chiến lược, trao đổi nhân lực giảng dạy, tài liệu học thuật. Kiện toàn nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đối với tập đoàn FLC trong chiến lược xây dựng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ theo định hướng 5 sao. Với kinh nghiệm và năng lực của một thương hiệu đào tạo uy tín như Tramit, chúng tôi tin rằng hợp tác chiến lược giữa Tramit và FLC sẽ mang đến bước tiến tích cực trong việc trang bị những kỹ năng vượt trội cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao của FLC, đáp ứng theo các tiêu chuẩn hàng đầu của trong nước và quốc tế, bà Nguyễn Như Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC nhận định. Bày tỏ sự vui mừng trước thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên, các lãnh đạo cấp cao của Tramit cho rằng đây sẽ là tiền đề để mở ra nhiều triển vọng hợp tác bền vững trong tương lai. Khi nhiều lĩnh vực thế mạnh của Tramit đồng thời cũng là lĩnh vực đầu tư quan trọng của FLC, như hàng không, đào tạo, y dược, công nghệ cao. Với việc hiện diện tại Việt Nam hơn gần 20 năm qua, Đại học Tramit đã thiết lập được một mô hình đào tạo phù hợp với trình độ nhân lực bản địa, đồng thời đáp ứng được nhu cầu không chỉ của thị trường lao động Việt Nam mà còn cả môi trường làm việc quốc tế. Chúng tôi tin tưởng những thế mạnh và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo của Tramit sẽ đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển mạnh mẽ về nhân lực chất lượng cao của một doanh nghiệp quy mô như FLC, ông Peter Colae, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Tramit nhấn mạnh. Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân có tốc độ phát triển hàng đầu Việt Nam, FLC có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng và chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế, hoạt động đa lĩnh vực, từ nông nghiệp công nghệ cao, hàng không, quản trị thiết kế và xây dựng quy mô lớn, y tế, dược phẩm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có năng lực đáp ứng cơ cấu nghề và nhóm của các công việc đa dạng là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của FLC hiện nay. Nhiều giải pháp đồng bộ được FLC áp dụng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua, trong đó có việc đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế như Viện Đào tạo Hàng không Bamboo Airways hay Đại học FLC. Đồng thời xúc tiến ký kết hợp tác với các thương hiệu đào tạo hàng đầu trong nước và quốc tế như Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tư pháp, Đại học Web of England, Bridgestone, Anh, UWE. Là một trong những trường đại học công lập lâu đời nhất nước Úc, Đại học Tramit luôn ghi danh trong top 10 trường đại học của đất nước này về chất lượng nghiên cứu và lọt vào top 100 thế giới trên nhiều lĩnh vực như dược và dược lý học, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính và hệ thống thông tin. Đây cũng là trường đại học tiên phong của Úc thực thi chính sách đặc biệt về giáo dục quốc tế thông qua việc phát triển các chương trình giáo dục liên kết tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.